Trung Quốc cơn mưa xối xả hiếm có, Thượng Hải ngập lụt, cả trung tâm triển lãm chìm trong nước. Lở đất ở Uttarakhand, Ấn Độ. Lũ quét ở Jayapura, Indonesia ngày 20 tháng 7. Gió mạnh ở Madison, Hoa Kỳ. Gió mạnh ở Bolzano, Ý. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC, bản tin cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Trung Quốc cơn mưa xối xả hiếm có, Thượng Hải ngập lụt, cả trung tâm triển lãm chìm trong nước. Thưa quý vị, vào tối ngày 21 tháng 7, khu đô thị Thượng Hải có một trận mưa xối xả hiếm gặp, nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Đường phố trở thành sông và hình ảnh các bác lái xe giống như là chèo thuyền. Cả trung tâm hội nghị cũng chìm trong nước. Lở đất ở Uttarakhand, Ấn Độ. Một trận lở đất do mưa lớn đã cuốn trôi một chiếc xe tải ra khỏi đường ở Gangotri gần đập Maneri, Uttarakhand. May mắn thay, tài xế đã thoát ra khỏi xe kịp thời và giao thông đã bị chặn ngay lập tức.
phát ở Jayapura, Indonesia ngày 20 tháng 7. Thưa quý vị, một số khu vực ở thành phố Jayapura được báo cáo là đã bị ngập lụt do nước tràn từ mương sau khi trời mưa từ chiều. Một số khu vực đã bị lũ lụt tấn công, chẳng hạn như ở trung tâm thương mại Papua, khu vực CV Thomas ở Antrop. Nhiều người dân phải vật lộn và chống chọi với cơn lũ quét này. Gió mạnh ở Madison, Hoa Kỳ. Những cơn gió dữ dội ở các khu vực của Madison đã làm đổ những cây lớn trong dông bão. Gió mạnh gần sân bay quốc tế Huntsville. Đó là một sân bay công cộng ở quận Madison với gió giật trên 50 dặm trên một giờ, tương đương với 80 km/h. Gió mạnh ở Bolzano, Ý. Thưa quý vị, gió mạnh làm hư hại các tòa nhà dân cư ở khu vực Brunico, miền Bắc nước Ý. Thời tiết xấu, gió mạnh đã cuột ngã những cây tuyết tùng ở Campo Longo, ngôi làng nhỏ ở Santo Stefano di Cador ở Belluno. Vào sáng ngày 21 tháng 7, miền Bắc nước Ý hứng chịu dông bão dữ dội, gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Milan. Mưa lớn, mưa đá lớn và ít nhất một cơn lốc xoáy hủy diệt đã được báo cáo trong khu vực. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.